Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có những cái món sử dụng để phun cho cây lạc, cây đậu phụng để giúp cho nó là to hạt, chắc hạt, to củ nhé. Các anh chị có thể sử dụng nó vào cái thời điểm mà cây lạc đang bắt đầu ra hoa, phun định kỳ khoảng tầm 7 đến 10 ngày một lần. 7 đến 10 đến 15 ngày một lần nhé. Mình phun định kỳ như vậy nó sẽ vừa giúp để cung cấp dinh dưỡng cho cây trong thời kỳ to củ và to hạt, chắc hạt, sử dụng vào thời kỳ cây đang ra hoa và đang nuôi củ nhé. Đây là đơn hàng của anh Hải ở Bình Định về để sử dụng cho cây đậu lạc, đậu phộng ấy nhé. Khi phun thì các anh chị sẽ dùng một chai này với hai cái gói này, các anh chị sẽ pha cho khoảng tầm là 400 lít nước là bằng với 20 bình đeo lưng loại bình 20 lít nhé. Nếu sử dụng cho bình 20 lít thì các anh chị sẽ đong lấy cái chai này khoảng tầm 25ml. Và cái gói này mình sẽ chia ra làm 10 và trộn lẫn cùng với nhau để phun nhé. Còn sử dụng phi 200 lít thì các anh chị sẽ dùng một gói này cùng với nửa chai này cho một phi 200 lít và tiến hành phun xịt lên, có thể kết hợp cùng với cả thuốc sâu lá và những cái con sâu, những con côn trùng gây hại khác nữa nhé. To củ này, to hạt, chắc hạt. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em có nhu cầu sử dụng cái bộ thuốc này cho cái cây đậu lạc, đậu phộng của nhà mình, cũng có thể là liên lạc với em qua hai số ở trên màn hình đấy nhé, cái số bên trên có Zalo. Và cô chú anh chị em cũng nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video khác nữa nhé.